Chào các bạn, rất là vui mừng các bạn quay về với kênh của Bandu Food. Nào, hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là tuyệt vời, đó là tôm hùm xanh. Tôm hùm xanh này chắc là các bạn không còn gì xa lạ với kênh của mình nữa rồi. Mình đã thực hiện rất là nhiều món ăn liên quan tôm hùm xanh, nhưng dám chắc rằng món ăn này nó rất là ngon. Mình nói sơ qua về món ăn hôm nay, đó là hôm nay mình sẽ có những con tôm hùm xanh rất là tươi, rất là ngon. Tôm này mình phải đặt ở miền Tây, bay máy bay về Đà Nẵng. Các bạn thấy không? Cho nên cái độ tươi rất là cao luôn. Tôm rất là tươi. Và mình sẽ nướng. Hôm nay là mình sẽ nướng cho bạc. Mà trước khi nướng cho bạc thì mình sẽ có những một số cái nhiên liệu cần phải có như sau. Các bạn thấy, mình đã làm sẵn rồi. Thời gian nó không cho phép mình phải thực hiện nhiều cái việc cho nên mình phải làm sẵn. Mình đã bỏ thêm một tí bơ, một tí nước mắm, tí đường, muối, bột ngọt và đặc biệt không thể thiếu nguyên liệu của nướng cho bạc này, đó là hành và tỏi Lý Sơn. Các bạn thấy tỏi không? Đó. Mình đã làm rất là thơm luôn. Thơm, rất là thơm. Và bây giờ mình sẽ quấn cho bạc. Đây với món này. Cho bạc này mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ chắc là hai lớp. Với số lượng tôm như vậy chắc là nó cũng không có tốt với bạc gì, trong hai lớp là được. Rất là đơn giản, bây giờ mình sẽ bỏ tôm màu xanh vào. Bỏ bạc. Một con, hai con, ba con, 4 con, 5, 6, rất là nhiều luôn. Mình đã xếp xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nước cắm vào. Mình sẽ lỗi nước ướp vào, các bạn thấy không? Nước ướp mình đã xong rồi, sẵn, mình sẽ ướp lên. Sau khi ướp xong mình chắc là chờ tầm khoảng 5 phút các bạn này. 5 phút cho nó thấm vào tôm đi được. Rất là hấp dẫn không? Mình sẽ quay nó các bạn thêm một cái thông tin rất là thú vị ở cái món này. Cái món này sau khi mình đã rưới thêm một tí bơ nước ướp của mình thì có thêm một nhiên liệu mà các bạn cần phải lưu ý. Đó là bia. Mình đã khui sẵn bằng bia rồi. Bây giờ mình sẽ đổ thêm một cái bia này. Cái này mình sẽ đổ âm thầm lặng lẽ thôi cho nó thấm, giống như một cái món hấp vậy. Rồi, một tí bia thôi, tầm khoảng 1-4 lon. Đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ quấn nó lại và các bạn chờ trong vòng khoảng 5 lon. Từ từ, các bạn xem một chút xem. Cái càng nó rất là bé. Chắc là chỗ này mình sẽ thêm một chút. Rồi mình đã với quấn với bạn xong. Đây, một khối lượng tôm rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bỏ lên lò nướng. Sau đó cái lò nướng nhưng mà mình đỏ hai cái cục gạch thôi. Đây. Chắc là mình sẽ xem một tiếp theo vậy. Những người chờ các bạn xem đang bắt đầu tăng. Mình đã quấn rất là kỹ luôn, đảm bảo là những nước mà mình đã gia vị thì không bao giờ chảy ra ngoài. Trong thời gian chờ đợi chắc là nó cũng đã chín rồi. Các bạn có thấy, anh em có thấy nó bay mùi lên không?
bay bay bay. Bây giờ sẽ bằng cái áo đây. Đó các bạn ơi. Các anh chị có thấy không? Đồng chí có thấy to là khối. Thơm kinh khủng. Rất là quyến rũ luôn. Chắc là mình phải thưởng thức một con trước. Đây. Đây là các bạn thấy tỏi này, bơ nó thấm vào cái da tôm này. Các bạn thấy. Đó. Thêm một tí bia này. Bây giờ mình sẽ lột con tôm này ra. Wow. Ăn đi kiến. Thì ăn đi. Lại đây. Do nóng quá cho nên mình hơi lột phải lâu. Đây các bạn thấy tôm mình đã lột ra, chắc là bây giờ mình sẽ thử tức nó luôn để xem từ cái hương vị nó thế nào. Chắc là chấm nước mắm nè, nước mắm chanh, nước mắm chanh các bạn, có thêm tí ớt. Bây giờ mình sẽ cắn nó. Rất là ngon luôn. Không còn một cái từ nào để diễn tả cái độ ngon của nó nữa. Các bạn chậm một tí. Các bạn thấy ăn mà còn nó còn nóng như thế này luôn á. Nó còn nóng trên bếp than thế này. À, kìa. Ngon. Dạ không? Ngon. Dạ đúng không? Dạ nha. Sau khi mình ăn xong các bạn này, mình thấy nó có cái mùi thơm của bơ, của tỏi này, của hành, của ớt. Còn gia vị thì đã đủ ăn. Đặc biệt là cái mùi bơ và mùi tỏi nó thấm vào nhau đó, nó tạo ra một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Chắc là mình sẽ thêm một con nữa, bởi vì nó quá là ngon. Với số lượng tôm như này mình sẽ chiến đấu rồi. Vừa nóng nhưng mà chắc là phải ăn. Ngon quá. Chắc là mình phải múc cái vỏ thì. Bởi vì nó đã thấm vào tôm rồi các bạn. Bơ với tỏi thấm vào tôm này. Đây các bạn. Tiếp tục là một con tôm. Các bạn thấy nước chấm nó thơm không? Bây giờ rất là nhuyễn. Rất là ngon luôn. Cái thơm, cái mùi bơ nó không gắt nhiều. Bởi vì mình bỏ nó vừa phải thôi. Nếu mà bơ ấy, mà bạn bỏ nhiều ấy, thì nó hơi rất là nồng, khó chịu. Mình bơ và mình bỏ vừa phải thêm tỏi ở đảo Lý Sơn nè. Các bạn nhớ phải tẩu ở đảo Lý Sơn nha. Tổ nhân khác bây giờ cũng làm giả ghê lắm. Đi. Đi nấu. Bây giờ ngon này hả? Like. Các bạn nhớ phải cho mình một like. Bởi vì món này nó vừa nóng và ăn rất là ngon. Bây giờ mình với cùng với bạn của mình sẽ chiến đấu những con tôm tiếp theo. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Nhưng các bạn phải nhớ trước khi tắt màn hình đi, nhớ like và hãy ủng hộ kênh của mình. Rất là vui khi chúng ta gặp nhau trong cái video này. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. 我给他打了